Hello, xin chào bác quay trở lại với channel Chim Cảnh. Hôm nay thì em sẽ làm video về cách vào cám, cách bẫy và cách phân biệt chống mái cho chim đuôi đỏ chán xám á bác nhá. Thì là giờ vào mùa lạnh rồi, bắt đầu là chim đuôi đỏ chán xám này nó về nhiều lắm các bác. Đầu tiên thì em sẽ nói qua về cách bẫy cho bác. Thì là bẫy cái bọn di cư này là dễ. Các bác chỉ cần làm một cái mẹt và sau đấy là gắn vài ba con sâu vào, để vào chỗ mà nó hay đứng đấy, là 15-20 phút sau bác ra kiểm tra thì là kiểu gì nó dính rồi bác nhé. Và các bác lưu ý cho em là cái con đuôi đỏ chán xám này thì các bác không nên là để cống nhựa như em đây các bác nhé. Vì là cái bọn di cư này thì nó thường nó đậu vào đá các thứ, thì là nó thấy cái cống của mình để đấy thì là nó cũng đậu vào đấy, thì là thường là bị mất móng các bác ạ. Con của em đây là bị mất móng sau rồi, em chưa mua được cái cống sứ để thay vào đấy. Và còn về cách vào cám thì các bác cứ vào cám như là chiếc chòe than chòe lửa ấy, thì các bác là cứ cho cám rồi lại một ít sâu các bác trộn lẫn cho em nhé. Đấy, con này của em là bẫy được 2 hôm đấy, nó đang ăn cám ướt với lại sâu ấy. Con này hot hay lắm. Tiếp theo là cách phân biệt chống mái cho dòng chim này các bác nhé. Thì là màu sắc sặc sỡ như con này thì là chim sống, còn chim mái thì là nó sẽ màu nâu và đầu không xám như con này, nó chỉ có màu nâu thôi và hai bên cánh có màu trắng các bác nhé. Em sẽ chèn hình vào đây để các bác dễ nhận thấy. Đây, như ở đây thì bên trái màn hình của bác là chim trống, còn bên phải là lông nó màu nâu nâu nhạt nhạt hơn đấy thì là chim mái các bác nhé. Thì là rất dễ để nhận dạng và phân biệt chống mái con này. Và kênh của em thì là chuyên chia sẻ với những kinh nghiệm mà bẫy chim và vào cám chim rồi phân biệt chống mái. Thì là các bác nào thấy yêu thích chim và thấy hay thì các bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở clip sau.